câu hỏi đã biết câu trả lời. Đừng hỏi trái tim em muốn gì, em chỉ cần một mình anh thôi. Dù cho ai đổi thay thì em vẫn là em, sẽ yêu mãi chỉ một người là anh. Nào ai đếm những ánh sao trên trời cao, nào ai đếm lá khô rơi khi thu về, nào ai đếm tiếng mưa hát khắp nơi sông dài sau đêm đưa tình của em về anh. Nào ai biết những cánh chim bay về đâu, nào ai biết bay trôi hoài từ bao giờ, nào ai biết trái tim sẽ đến khi ngừng đập, chỉ biết rằng em yêu anh vậy thôi. Em có vui bởi vì em yêu anh, đừng hỏi em người ơi những câu hỏi đã biết câu trả lời. Đừng hỏi trái tim em muốn gì, em chỉ cần một mình anh thôi. Dù cho ai đổi thay thì em vẫn là em, sẽ yêu mãi chỉ một người là Kim Anh, và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu để đến dự buổi tiệc ngày hôm nay. Thì như mọi người đã biết, hôm nay là ngày rất là vui, ngày trọng đại nhất của Vũ Lộc và Kim Anh. Thì trong tất cả mọi cuộc tình, cái ngày đám cưới, mọi người cứ nghĩ ngày đó là ngày cuối cùng của cuộc tình. Nhưng đối với Lộc và Kim Anh thì ngày hôm nay nó sẽ là ngày để mở đầu cho
những cái sự kiện và những cái cuộc sống tiếp theo cho tất cả những cái tương lai tiếp theo của cả hai. Cái quá trình và Lộc và Kim Anh đến với nhau, tuy thời gian cả hai đến với nhau nó không gọi là dài, cũng không gọi là ngắn, vì dài thì không biết bao nhiêu cho đủ, hoặc không biết vì sao mà ngắn, chỉ biết nó đủ đậm chất để được thật sự hiểu nhau và có quyết định cho đến ngày hôm nay. Thì Lộc xin thôi giờ tiếp lại Kim Anh đi. Thật sự thì Kim Anh cũng không biết nói gì, những gì cần nói thì Vũ Lộc đã nói hết rồi, cho nên là Kim Anh cũng không biết nói gì ngoài là chỉ biết cảm ơn hai họ cũng như là cảm ơn tất cả quý quan khách đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và sự có mặt của tất cả quý quan khách đó là một hành trang để như Kim Anh và Vũ Lộc sẽ vững bước và sẽ hạnh phúc hơn trong tương lai và trong đoạn đời đi đến cuối con đường của hai đứa. Cuối cùng thì cũng không biết nói gì ngoài chữa là xin cảm ơn tất cả quý quan khách rất nhiều. Và trong buổi tiệc tối hôm nay thì sẽ không thể nào mà không thể tránh khỏi những sai sót, thì rất mong quý quan khách sẽ thương Kim Anh và Vũ Lộc và bỏ qua cho